những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Những điểm trùng hợp thú vị giữa đám cưới Đông Nhi và đám cưới Bảo Thi. Soi ra mới thấy đám cưới của hai nữ ca sĩ này đều có những điểm trùng hợp không ngờ. Cuối năm 2019, showbiz đón nhiều tin hỷ hơn bao giờ hết. Hàng loạt các nghệ sĩ làng giải trí thông báo việc lập gia đình. Tuy nhiên, đám cưới Đông Nhi Bảo Thi vẫn thu hút sự chú ý nhiều bởi mức độ hoành tráng cũng những điểm trùng hợp thú vị. Sinh năm 1988 và nổi tiếng cùng thời với dòng nhạc teen pop, Đông Nhi Bảo Thi đều ra mắt công chúng khi dòng nhạc teen pop đang thống lĩnh thị trường, đồng thời cũng là hai ca sĩ trẻ tiêu biểu cho dòng nhạc này. Đông Nhi được biết đến nhiều bởi sự nổi tiếng vượt ngoài mong đợi của lời bài hát đầu tay do cô tự sáng tác là Chàng Baby Milo. Sau đó hàng loạt bản hit như Khóc, Bối Rối, Lời Thú Tội Ngọt Ngào. Hình tượng Đông Nhi mang đậm phong cách teen pop bấy giờ là trong sáng, ngọt ngào, năng động và có chút mạnh mẽ. Không giống với Đông Nhi, Bảo Thi lần đầu biết đến bởi cuộc thi Miss Audition và được bình chọn vào top 10 người đẹp nhất. Tuy nhiên, chính màn biểu diễn của cô và Vương Khang trong đêm chung kết diễn ra tại Hà Nội trình diễn hai bài hát nhạc điệu Audition do cô viết lời Việt là Please Tell Me Why và 5 Minutes đã đưa tên tuổi Bảo Thi lên một tầm cao mới. Vào thời gian bấy giờ, cả Đông Nhi, Bảo Thi đều trung thành với hình tượng xì tin quen thuộc với mái tóc ngôi lệch, tóc sư tử, tỉa tần cùng những phụ kiện nhỏ xinh nhiều màu. Sử dụng nghệ danh đi hát, Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc nhưng cô sử dụng tên nghệ danh nhiều hơn để không bị nhầm lẫn với một số nghệ sĩ trong nghề. Tương tự đồng nghiệp Bảo Thi tên thật là Trần Thị Thúy Loan nhưng cô sử dụng nghệ danh để đi hát suốt hơn 10 năm qua. Đều đoạt giải quán quân The Remix. Nói về các game show cả hai tham gia, trùng hợp Bảo Thi, Đông Nhi đều là những nghệ sĩ đoạt giải quán quân trong The Remix Hòa Âm Ánh Sáng. Vượt qua Hương Giang, Yến Trang, ST, Bảo Thi chính thức trở thành quán quân The Remix 2017. Sự nghiệp âm nhạc của Bảo Thi thời điểm đó như một trang giấy trắng. Sau khoảng thời gian ở ẩn và chữa trị căn bệnh trầm cảm, Bảo Thi chính thức trở lại V-pop và The Remix chính là cú bùng nổ lớn nhất của cô. Mặc dù chỉ miết lại những bản hit cũ, những ca khúc teen quen thuộc, nhưng Bảo Thi vẫn dễ dàng làm rung rẩy những trái tim người hâm mộ. Tương tự Đông Nhi cũng là một gương mặt quán quân xứng đáng của chương trình vào năm 2015 trước Bảo Thi 2 năm. Vốn dĩ là một gương mặt quen thuộc khá cũ, nhưng Đông Nhi mạnh mẽ vượt qua những nghệ sĩ khác như Giang Hồng Ngọc, Isaac, Tóc Tiên để có thể giành ngôi vị cao nhất. Đều cưới tháng 11, váy cưới may chung một nhà thiết kế, lấy chồng đại gia. Cuối tháng 10, 2019, cả showbiz Việt rạo rực khi hay tin hôn lễ đáng mong chờ Đông Nhi được ấn định vào ngày 9 tháng 11. Một thời gian ngắn sau, thông tin đám cưới Bảo Thi cũng rò rỉ. Đáng nói hơn, thời điểm tổ chức đám cưới Bảo Thi cũng chỉ cách đó 7 ngày, ngày 16 tháng 11. Thậm chí ngay cả váy cưới của cả hai cũng được nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện. Fan hâm mộ cả hai còn phát hiện Đông Nhi, Bảo Thi cũng đều thực hiện ảnh cưới tại cùng một địa điểm. Sử dụng tên thật trong đám cưới, không chỉ cưới cùng tháng và lên xe hoa với ông xã giàu có, tấm thiệp báo hỷ của cả Đông Nhi, Bảo Thi đều có chi tiết đầy hài hước. Đến ngày trọng đại cuộc đời, Đông Nhi quyết định sử dụng cả tên thật và nghệ danh để ghi trên thiệp cưới. Cụ thể bên ngoài thiệp có ghi tên cô dâu chú rể là Cao Thắng, Đông Nhi. Thì bên trong thiệp thông tin lễ cưới của ông Cao Thắng và Mai Hồng Ngọc. Thiệp cưới Đông Nhi để cả tên thật lẫn nghệ danh, chính vì thế nên một loạt ảnh chế như vậy ra đời. Tuy nhiên trong lễ vô quy, nhà gái nhà trai đều sử dụng chữ Ngọc thay vì chữ Nhi quen thuộc. Hơi khác với Đông Nhi một chút, Bảo Thi để tên thật ở thiệp cưới, chính vì vậy mà cư dân mạng không có cơ hội chế ảnh nữa rồi.